tư vấn du học Inspiral. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch thì chính phủ Canada đã thực hiện tiếp cận từng bước đối với việc quản lý biên giới để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân. Khi tình hình đại dịch tiếp tục tăng thì điều chỉnh đối với các biện pháp biên giới đã được thông báo bằng các bằng chứng mới nhất, dữ liệu sẵn có, các cân nhắc về hoạt động và tình hình dịch tễ học cả ở Canada và quốc tế. Và chính phủ Canada mới đây đã thông báo về việc dỡ bỏ tất cả các hạn chế nhập cảnh COVID-19 cũng như các yêu cầu về kiểm tra, cách ly và tự cách ly đối với bất kỳ ai nhập cảnh vào Canada có hiệu lực từ 1 tháng 10 năm 2022. Việc dỡ bỏ các biện pháp biên giới nhờ một số yếu tố bao gồm mô hình chỉ ra rằng Canada phần lớn đã vượt qua đỉnh của làn sóng Omicron, tỷ lệ tiêm chủng cao của Canada, tỷ lệ nhập viện và tử vong thấp hơn cũng như sự sẵn có và việc sử dụng các chất tăng cường vaccine, bao gồm cả công thức hóa trị mới, các xét nghiệm nhanh và phương pháp điều trị COVID-19. Quyết định này có hiệu lực từ 1 tháng 10 năm 2022. Tất cả du khách, bất kể quốc tịch, sẽ không còn phải gửi thông tin sức khỏe cộng đồng thông qua ứng dụng hoặc trang web ArriveCan, cung cấp bằng chứng về việc tiêm chủng, làm xét nghiệm trước hoặc khi đến nơi, thực hiện kiểm dịch hoặc cách ly liên quan đến COVID-19, theo dõi và báo cáo nếu phát hiện các dấu hiệu hoặc triệu chứng của COVID-19 khi đến Canada. Ngoài ra thì giao thông vận tải Canada cũng đang dỡ bỏ các yêu cầu đi lại hiện có. Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, du khách sẽ không còn phải kiểm tra sức khỏe để đi lại bằng đường hàng không và đường sắt hoặc đeo khẩu trang trên máy bay và tàu hỏa. Mặc dù yêu cầu về khẩu trang đang được dỡ bỏ, nhưng tất cả các du khách đều được khuyến nghị đeo khẩu trang chất lượng cao và vừa vặn trong suốt hành trình của mình. Các biện pháp du lịch cũng đang được dỡ bỏ và du khách sẽ không còn bị yêu cầu kiểm tra trước khi lên máy bay, tiêm phòng hoặc sử dụng ArriveCan. Bộ hướng dẫn vẫn sẽ được duy trì để bảo vệ hành khách và phi hành đoàn. Các cá nhân được khuyến cáo không nên đi du lịch nếu họ có các triệu chứng của COVID-19. Nếu du khách bị bệnh trong khi đi du lịch và vẫn bị bệnh khi đến Canada thì nên thông báo cho tiếp viên hàng không, nhân viên hành trình hoặc nhân viên dịch vụ biên phòng biết khi đến nơi. Sau đó, du khách có thể được giới thiệu đến một nhân viên kiểm dịch, người sẽ quyết định xem liệu du khách có cần đánh giá thêm về y tế hay không, vì COVID-19 vẫn là một trong nhiều bệnh truyền nhiễm được liệt kê trong đạo luật kiểm dịch của Canada. Chính phủ Canada cũng khuyến cáo du khách đưa ra quyết định sáng suốt khi cân nhắc đi du lịch bên ngoài Canada để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của chính họ. Người dân Canada có thể tiếp tục làm việc để bảo vệ bản thân và những người khác, đồng thời giảm sự lây lan của COVID-19 bằng cách tiêm chủng và tăng cường sử dụng khẩu trang chất lượng cao và được trang bị tốt ở những nơi thích hợp, tự cách ly nếu có các triệu chứng và tự xét nghiệm khi có thể. Trên đây là những thông tin cần thiết về việc Canada dỡ bỏ những biện pháp biên giới từ ngày 1 tháng 10, 2022. Annie hy vọng rằng sau video clip này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspiral tại địa chỉ Tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua email info@inspiral.edu.com hoặc qua số hotline 0943 556 128. Xin chào và hẹn gặp lại.